Chỗ này bán hoa. Hoa người ta bó rất là đẹp. Để đi ra đây quay cái bảng của cái chợ cho cả nhà xem. Cái bảng này mặc dù nó đã cũ rồi nhưng mà người ta vẫn để đây, giống như là kỷ niệm, ký ức ha. Nó bán dừa, cũng có trái dừa, đủ thứ. Auntie, and we'll be back to pick up. Thank you. Yeah. Đây là chợ Farmer Market ở Hilo nha cả nhà. Ta bán đủ thứ đồ hết nha cả nhà. Đây là cửa hàng mật ong. Cửa hàng này cũng đang bán nước uống. So the can of peas, $5 refill. Ah, sorry. Chỗ này bán bánh, bán bánh. Hai anh chị và hai chỗ này mới là mới bán bánh với cá của người Hàn Quốc. Yeah.
Oh, sorry. It's okay. Can I take the taiyaki? This one, red with red bean, yeah, and chocolate. To eat. So you can you take part too? Mm. Okay. Đây là Farmer Market. Người ta sẽ bán rau củ, đồ ăn, thức uống ở bên đây nha cả nhà. Rau quả, nước uống nhân dân, hoa, bánh này kia nọ. Mình sẽ quay qua bên kia quay cho các bạn xem Grab Market, Grab Gift Market. Những bông hoa tươi như cả nhà rất là đẹp. Mình sẽ đi qua bên kia quay cho cả nhà xem. Ở đây là nơi đậu xe, chưa hoàn thiện cái sân đỗ. Nó có tới 2 chỗ bán. Cái trái cầu này đẹp ha. Đi quay cho cả nhà xem. Có nhiều người đã khó, người ta không có cho mình quay như cả nhà. Bán được không? Ông xã đó hả? Không phải. Ủa ông bán cái gì chung cái tiệm mà? Ủa ông là khách hả? Chị đi nha, bán chút hôm nay bán đắt nha. Cái cây này người ta cũng bán hết nè cả nhà. Mình không có dám quay gần mấy cái người bán, tại có nhiều người người ta sẽ không cho mình quay cả nhà. Cho nên cả nhà theo dõi xa xa. Đồ gia công mỹ nghệ nè cả nhà. Ở đây thì bán quần áo, quần áo in ở heo ngoài. Cái này đồ gia công bằng tay. Ở bên đây còn một số cái tiệm. This is perfect. Yeah.
Chỗ này bán cà phê. Như vậy thì mình đã quay xong sơ sơ cho cả nhà xem Farmer Market là như thế này. Yeah, it is.